Tân Như xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Anh Quế, một nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, vừa được hai dân biểu Liên bang Hoa Kỳ đề cử ứng viên giải Nobel Hòa Bình năm 2012. Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do ngay sau khi nhận được tin này, bác sĩ Nguyễn Anh Quế đã chia sẻ cảm nghĩ của mình. Vâng, tôi mới nhận được tin đó là hai dân biểu Jerry Connolly và Jen Moran ngày 6 tháng 3 có cái hảo ý là đề cử tôi vào giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2012. Thì đây là một cái tin tôi rất lấy làm mừng đón nhận, và tôi nghĩ rằng cái sự đề cử này đó không phải chỉ cho riêng tôi mà có nghĩa là một tin vui mừng cho tất cả những anh em đang tranh đấu ở trong nước, khi mà thấy các vị dân biểu và các dư luận quốc tế chú ý đến và hậu thuẫn cho cái cuộc đấu tranh của chúng tôi ở trong nước. Thì như tất cả mọi người đều biết, hiện bây giờ chúng tôi đang sống ở dưới một chế độ độc tài toàn trị rất khó khăn, thành thử ra tiếng nói của chúng tôi thì rất khó trên trường quốc tế. May được tin hai dân biểu đã có lòng đề cử chúng tôi vào giải thưởng này, thành thử ra chúng tôi đây lấy rất lấy làm vinh dự, và chúng tôi cũng như những anh em khác đang đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, coi đây như là một cái động lực mạnh mẽ giúp chúng tôi tiến bước trên con đường đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ Việt Nam dù có gặp bao nhiêu khó khăn chẳng nữa. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, cũng xin được nhắc lại là theo nội dung của thư đề cử, trong hơn 13 năm qua, bác sĩ Nguyễn Anh Quế đã tranh đấu không mệt mỏi cho nhân quyền ở Việt Nam. Sự cống hiến kiên định của bác sĩ Quế cho nhân quyền, chấp nhận hy sinh bản thân một cách phi thường đã thể hiện những lý tưởng của giải Nobel Hòa Bình. Bác sĩ Nguyễn Anh Quế sinh năm 1942, hiện trong tình trạng quản chế tại gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong hoạt động đấu tranh kiên trì vì dân chủ và nhân quyền của mình, bác sĩ Nguyễn Anh Quế đã bị chính quyền Việt Nam giam giữ nhiều lần, tổng cộng gần 30 năm, bị hành hạ và bị tra tấn. Trân Như xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.